Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28 tháng 1 tuyên bố toán chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã hoàn tất 14 ngày cách ly tại thành phố Vũ Hán và sẽ tiến hành điều tra về nguồn gốc của COVID phù hợp với các biện pháp của Trung Quốc phòng ngừa đại dịch. Các nhà điều tra của WHO đã rời khỏi khách sạn cách ly tại Vũ Hán hôm 28 tháng 1 để bắt đầu làm việc tại hiện trường, 2 tuần sau khi họ đặt chân đến thành phố Vũ Hán, nơi virus xuất hiện vào cuối năm 2019. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh rằng hoạt động của nhóm điều tra WHO phải phù hợp với cuộc điều tra truy dấu một cách khoa học nguồn gốc của virus corona. Ưu tiên cao nhất là ngăn ngừa những rủi ro trong tương lai và đảm bảo an toàn và sức khỏe của mọi người. Ông Triệu Lập Kiên nói trong một cuộc họp báo hàng ngày.